không xanh á. Không lẽ mình đem đú ra đồng bịt mấy cái là bắt rồi cái đem đi phóng xanh. Ừ, hả? Bắt chi? Cái thì đã có từ bắt rồi mà. Thì cần ăn con gì ra chợ mua mấy con nó yếu yếu đó. Tim cần đập hay gì? Thì ừ. Nhưng người ta khỏe mạnh ngoài đồng bắt người ta làm chi? Rồi đó không biết thì bắt bây giờ bắt làm gì? Ăn rau, cỏ, đậu hũ rồi đó. Ừ. Chán đi vòng vòng mấy cầu cỏ còn xương ngồi ăn giống khỏi bị tội. Người ta trời sinh dâu sinh cỏ. Wow, bác hơi nhịn đó hả? Wow, thích thương quá ha. Cái này không đủ chục ký rồi chị ơi. Mình lấy hết nhiêu đây. Hồi dục cái điện thoại vô đây nha. Hồi điện thoại bể hình là dục đi rồi kiếm cái mới xài cho vuốt nó không đau tay. Giả bộ, ơ, dục tay. Giả bộ dục tay không gớt xô cho gớt luôn. Cá này chín sầu quá. Ừ, mệt. Tôi đi xả. Ăn xương nó nhỏ nó giòn nó không có. Chín ký. Chín ký. Đó. Bao xì. Hai bên thụ đậu không bé thiệt đó. Ông à, hắn xuống dưới luôn, hắn lội lên. Rồi có con thằng chú nào đọc cho hai ngày không? Đọc cho luôn. Hai thằng luôn, phóng dưới luôn, lội lên luôn. Hắn thổ địa chân vô. Lên ba mấy lên một đà nẵm. Hắn mất xanh ra phóng là phóng xanh rồi thôi cũng cá. Đứng cầu đọc cứ phóng luôn. Kim bài đã đọc hai lần sóng khói xong nhảy này mẹ. Nam mô Tam Bảo Đà Phật. Nam mô Tam Bảo Đà Phật. Cái gì? Kiều Mỹ Ta Bà Ha. Chúng sanh vốn tạo dư ác nghiệp, đều do vô thủy tham sân si. Ơ tháo miệng ra từ từ đi cho nó thở. Chúng sanh vốn tạo chư ác nghiệp, điều vô thủy tham sân si, từ thân khẩu ý phát sinh, tất cả chúng sanh đều sám hối. Chúng sanh vốn tạo chư ác nghiệp, điều do vô thủy tham sân si, từ thân khẩu ý phát sinh, tất cả chúng sanh đều sám hối. Chúng sanh vốn tạo chư ác nghiệp, điều do vô thủy tham sân si, từ thân khẩu ý phát sinh, tất cả chúng sanh đều sám hối. Nam mô Di Đà Phật. 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 Nam mô Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng. Chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng. Chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng. Quy Phật không đọ địa ngục, quy Pháp không đọ ngạ quỷ, quy Tăng không đọ súc sanh. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Quy Phật rồi thì không quy thiên thần quỷ vật, quy Pháp rồi thì không quy ngoại đạo tà giáo, quy Tăng rồi thì không quy tôn chủ ác đảng. Chắc nữ chứ. Con xin thành tâm khấn nguyện cho các chú cá này nghe tiếng niệm Phật A Di Đà được hưởng hồng ân, mau mau được chuyển kiếp thành người, gặp được chánh pháp giác ngộ, phát Bồ Đề Tâm. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 năm Canh Tý. Ông đông bỏ xuống đi. Năm Canh Tý nè, con xin hồi hôm nay rồi. Hôm nay là mùng 1 tháng 7 năm Canh Tý tại ấp Mỹ Quý 3, xã Mỹ Quý, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Con xin hồi hướng công đức phóng sanh này cầu của Huyền Thất Tổ nhiều đời. Cầu của Huyền Thất Tổ nhiều đời, nhiều kiếp tịnh độ siêu sanh oan gia trái chủ, từ vô lượng kiếp đến thời hiện tại hỷ xả, hỷ xả cho con, cho con được giải oan kiết. Xin quý vị hoan hỷ mau chóng mà theo Phật tu hành. Con tên là Nguyễn Thị Dũng Trang nè. Em con là Nguyễn Minh Nhật nè. Tuổi đủ 24 tuổi. Chúng con hồi hướng công đức phóng sanh này cho dân sinh của ba Nguyễn 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 sinh cực lạc. Cầu an cho hết thảy gia quyến trên dưới đều mạnh khỏe. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam cho nó bắt lại.